Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, đây là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Các bác nhớ bấm nút đăng ký kênh nút màu đỏ để chúng ta có thể tự động cập nhật những video mới nhất mà em về theo năm tháng. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2019, thì em xin được trân trọng giới thiệu cho các bác một mẫu sản phẩm mà bên em mới nhập về. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Innova phiên bản G xịn, sản xuất năm 2008, tên tư nhân Bỉ Hà Nội, một chủ từ đầu. Đây là một chiếc xe Innova gia đình sử dụng mọi người nhé, không dịch vụ và không taxi. Xin nhấn mạnh với mọi người là bên em không bán xe dịch vụ và xe taxi. Dịch vụ thì nó nhằm vào rất là nhiều yếu tố, sợ nhất là dịch vụ taxi thôi. Còn ví dụ như là dịch vụ gia đình thì có những chiếc xe thì không thể nào mà biết rõ được cả lý do mọi người ạ. Do vậy là về cái chất xe thì đây là một cái xe màu gọi là màu bạc, nhưng mà nó hơi có phần ánh ngà. Một chiếc xe xịn G, không taxi và cũng không phải là bản di nâng gì cả. Do vậy là em bán xe Innova luôn luôn bán xe chất lượng. Do vậy các bác nào đang quan tâm thì có thể là hoàn toàn yên tâm mọi người nhé. Thì như trước mắt chúng ta cùng xem đây, xin giới thiệu lại với mọi người một lần nữa. Đây là chiếc xe Innova 2008. Bây giờ sẽ như thường lệ em đi một vòng quanh xe giới thiệu cho mọi người cùng nắm bắt hơn về chiếc xe này. Một chiếc xe gia đình sử dụng thì nó khác hoàn toàn với một chiếc xe dịch vụ, bởi vì tất cả cái đồ trên xe nó đều bị ngả màu rồi, ngả màu theo đúng thời gian. Và một chiếc xe với cái tầm tiền mà hơn 300, bây giờ các bác nào mà muốn mua một chiếc xe 7 chỗ để dịch vụ thì Toyota Innova 2008 này của em là một sự lựa chọn khá là hoàn hảo. Bởi vì em xin nhấn mạnh với mọi người là đặc biệt chiếc xe này chạy rất là bốc mọi người nhá. Vô lăng củ số, cần số, tất cả mọi thứ là còn chắc, gầm bệ là còn chắc nịch. Và cái điều đặc biệt là chiếc xe này máy zin, hộp số zin. Do vậy là các bác là hoàn toàn là yên tâm về chất lượng, cam kết cho mọi người là xe không đâm đụng và không ngập nước. Bây giờ như thường lệ sẽ đi đánh giá cái xe này cho mọi người cùng xem. Về cái phần đèn pha, pha là đèn zin theo xe mọi người nhá. Đèn zin theo xe các bác có thấy nó hơi ố vàng không ạ? Hơi ngả vàng không ạ? Đó, các bác cùng xem từng cái đường dập này, đều thẳng, đều tăm tắp. Vâng, cái màu bạc của cái dòng xe Innova này nó rất khác so với cái màu bạc bây giờ mọi người ạ. Màu bạc bây giờ nó có, màu bạc này nó có hơi có phần là ánh đồng. Đó, mặt ca lăng này. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu mọi người nhé, biển 4 số đấy. Và một chủ sử dụng từ đầu đó. Em sẽ quay luôn phần máy cho mọi người cùng xem nhé. Đây, máy đây, 2008 mọi người nhé, mà máy rất đẹp. Các bác đợi em xíu em chống lên em quay cho mọi người cùng xem. Các bác cùng xem cái nắp capo đã. Và cái nắp capo này không cong vênh móc méo mọi người nhé. Đây, tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Đó, ốc capo này mọi người xem này. Đó, máy rất là khô. Máy nó rất là khô và nó rất là zin. Đấy, mọi người xem tay này. Răng ngang đây, răng ngang này. Nói là rất đẹp. Rất đẹp luôn mọi người, máy đây. Các bác xem mặt máy chưa ra mọi người nhé. 2008 mà nó chạy rất là đẹp luôn. Xe rất là dữ. Một chủ sử dụng từ đầu. Đấy, mọi người xem này. Quá mới, ABS đầy đủ đây mọi người nhé. Có ABS đây ạ. Rồi ok. Kính lái, đăng kiểm phí nước bộ của đến tháng 3 năm 2020 mọi người nhé. La răng đúc này, la răng đúc. Lốp này, lốp piston vẫn còn chạy vô tư mọi người nhé. Đấy, các bác cùng xem trong này. Giảm sóc này. Mọi thứ là em cam kết cho các bác là không cong vanh, không đâm đụng, cũng không ngập nước gì cả. Kính là kính zin luôn mọi người nhé, kính zin. Cột kèo đây các bác xem cái khay kính này, zin luôn mọi người ạ. Đây, hay là cả những cái tấm nhựa ở trên tắp lô này, nếu một chiếc xe dịch vụ thì chạy nó bạc hết rồi, nhưng đây là nhựa zin theo xe luôn mọi người nhé. Các bác cùng xem cái nẹp chân kính này,
để ngoài trời mà mưa nắng thì đương nhiên những cái này nó không không còn được đẹp như thế này được nữa. Kính zin theo xe. Vâng. Kính zin theo xe, xe được lắp thêm cái giá để trần trên trần này. Đó. Đây là phần táp ly cửa phụ này. Táp ly cửa phụ các bác ơi, em xin mời nhỏ nhé các. Táp ly cửa phụ, cái nhựa của Innova, Toyota nói chung rất tuyệt vời. 2008 rồi mà cái nhựa nó rất đẹp. Keo chỉ em quay cho mọi người xem nhé. Cái keo chỉ này nó thẳng đều thẳng tắp. Đây, các bác cùng xem cái đường, từng cái đường dập tôn này, hay là từng cái con ốc này. Đây các bác cùng xem này, nó đẹp đúng không mọi người. Đây các bác cùng xem, chịu khó xem đoạn này này. Đây các bác cùng xem này, quá mới. Phải nói là chiếc xe Innova này nó thuộc dạng hàng, hàng hiếm đấy mọi người. Bác nào mà muốn mua thì nhanh tay alo cho em nhé. Táp lô, táp ly, táp ly này. Cái nhựa của nó phải nói là tuyệt vời mọi người ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đây các bác xem cái qua nội thất này. Không có khoan đục gì đâu mọi người nha. Em không bán xe taxi. Vậy là các bác là cũng hoàn toàn yên tâm. Nhựa này, các bác xem thấy không? Không thể nào chê được chiếc xe này nữa. Đó, các bác nào mà muốn mua xe xịn thì mua chiếc này của em. Quá tuyệt vời, quá yên tâm luôn. Đó, ốc bản lề đây, cho mọi người xem nhé. Ốc bản lề này, cái ngoằm khóa, các bác thấy cái sắt của ngoằm khóa không? Nó sáng, bởi vì một chiếc xe ít sử dụng thì nó sẽ như vậy. Bật lên xuống đây, bật lên xuống. Ghế da này, ghế da bên phụ này, ghế da xịn còn theo xe mọi người nhé, ghế da xịn theo xe luôn. Các bác cùng xem cái nhựa này, nhựa, tất cả cái hệ thống nhựa của cái xe này nó còn tươi. Nó còn cái độ tươi của xe. Đó, táp ly cửa phụ đằng sau. Đây là táp ly cửa phụ đằng sau. Các bác nhìn xe này, nó còn những cái tem thông số nó vẫn còn nguyên. Ốc nó còn chưa tháo, keo chỉ còn zin. Đây. Đó, mọi người thấy không? Mọi người nhìn cái táp ly này. Những cái chốt mở cửa như thế này thôi à, mở ít thì đâm ra là nó sẽ còn rất là mới. Đây là hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai mọi người cùng xem thấy không? Từng cái múi ghế nó vẫn còn có độ tươi. Mà ghế zin theo xe mọi người nhá, ghế zin. Ghế da zin theo xe. À từ xưa đến giờ luôn. Đây. Hộp tựa tay này. Đây các bác xem những cái nếp nhăn này. Nó nếp nhăn theo xe à, theo thời gian thôi mọi người nhá. Đó, về trần. Ba gian điều hòa đầy đủ vì đây là một chiếc xe bản G xịn. Một chiếc xe bản G xịn. Đấy, các bác thấy không? Từng cái ký hiệu này, đèn đóm vẫn hoạt động bình thường này, ghế da này, đằng sau này, đó các bác xem cái cột này, cái cột này, quá mới, phải nói là rất tuyệt vời luôn. Đây, sáng sủa, nội thất nói chung là về chiếc xe cũ như này em đánh giá nội thất cho các bác là điểm 8 luôn. Xe đã có vây cá mập mọi người nhé. Đèn hậu đây. Bản G xịn. Tên tư nhân biển Hà Nội. Đây em mở cốp cho mọi người xem nhé. Đó. Đây là hàng ghế thứ 3. Hàng ghế thứ 3 các bác cùng xem cái nhựa này này. Cái nhựa này. Nó tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Đẹp mỹ mãn luôn. Thật sự bác nào muốn mua chiếc xe sâu mà đời sâu mà còn chất thì alo sớm cho em chiếc xe này nhá. Xin báo cáo các bác là chiếc xe này em dự kiến bán với giá là 345 triệu, giá có thương lượng một chút, bao rút hồ sơ. Bác nào thiện chí thì lên gặp em thì để chúng ta thương lượng với chiếc xe này 345 triệu. Với cái dòng xe Innova thì em nhắc các bác nhiều rồi, cố gắng là nên tham khảo nhiều ở trên mạng thì có toàn 200 mấy thôi, đấy là toàn xe taxi ra. Với xe dịch vụ ra thì các bác là phải hết sức cẩn thận về những cái dòng xe đó. Bởi vì nếu như chiếc có bác nào mà có chiếc xe 206 mà đẹp như chiếc xe này em sẵn sàng mua với giá 300. Vâng, 206 mà đẹp như này em sẵn sàng mua với giá 300. Đấy, thế nên để em nói qua cái giá này cho mọi người cùng nắm bắt để mà tham khảo. Bởi vì các bác thông cảm giúp em tại sao em lại có cái giá như vậy. Vì khi đi mua xe các bác cũng không tài nào mà muốn bán rẻ cho chúng em được đâu. Đây, hệ thống 4 kính điện này. Các bác cùng xem cái hệ thống auto, từng cái ký hiệu nó còn đẹp này. Đây duy nhất hơi mở khóa này, thì hơi mờ. Còn đâu các bác xem chốt khóa này.
Quá tuyệt vời. Đây. Quá tuyệt vời nội thất này. Đây mọi người nhá, 208 mà cái tem thông số của nhà sản xuất là vẫn còn nguyên này. Đây này. Ô tô con sản xuất năm 2008 này. Phúc Yên Vĩnh Phúc này. Ngoàm khóa này. Tuyệt vời. Phải nói là rất tuyệt vời. Mặt gương chỉnh điện này, mặt gương chỉnh điện này. Bác nào muốn mua cái xe này thì alo sớm với em nhé. À, chiếc xe này báo cáo các bác là xe chạy ở 16 vạn. Vâng, các bác xin lỗi, các bác đợi em xíu nhé. Chỉnh ghế. Rồi. Vô lăng này. Vô lăng thì được chủ nhân họ đã ốp giả gỗ rồi. Ốp giả gỗ. Có nghĩa là cái vô lăng nguyên bản là không được bọc da mà cũng không có giả gỗ đâu. Đây các bác cùng xem cái phím còi này. Quá đẹp. Xe chạy 16 vạn xịn. 16 vạn xịn. Các bác cùng xem cái táp lô này. Cái nhựa của táp lô ấy. Không hề có một vết xước luôn. Xe quá giữ gìn. Quá đẹp luôn. Đây. Màn hình DVD cảm ứng Bluetooth, camera lùi, điều hòa cơ. Các bác cùng xem tất cả cái từng cái nút bấm trên hệ thống, trên cái táp lô nó còn đẹp và nó tươi. Đây là gạt tàn thuốc lá. Đây, cảm biến lùi theo xe này. Tẩu sạc này, à tẩu thuốc lá này. Đó, xoay kính này. Cổng sạc 12V nữa. Tuyệt vời. Phải nói chứ các bác nhìn xem cái ổ khóa nhá. Nếu xe đi nhiều thì cắm nhiều đúng không mọi người? Nếu mà cắm nhiều nó xước hết. Đây các bác cùng xem là cái ký hiệu nó vẫn còn nguyên. Đẹp như vậy, củ số đây. Củ số các bác cùng xem này. Đây, em che cho mọi người xem này. Đó. Quá đẹp. Sản xuất 08. Tên tư nhân. Biển Hà Nội một chủ từ đầu, phanh tay này. Cái phanh tay các bác cùng xem đâu. Nguyên độ sần. Nguyên độ sần. Hộp tựa tay cũng vậy. Trần này, các bác cùng xem cái đèn. Đèn này. Hộp để kính này. Nó mới. Nó mới, cực kỳ mới luôn. Vâng. Xin giới thiệu với các bác lại một lần nữa. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Innova phiên bản G xịn, sản xuất năm 2008, tên tư nhân, biển Hà Nội một chủ từ đầu. Xe chạy 16 vạn km, đăng kiểm với phí đồng bộ của đến tháng 3 năm 2020. Hiện tại chiếc xe này em sẽ bán với giá là 245 triệu, giá có bớt một chút. Do vậy là bác nào thiện chí thì alo sớm cho số điện thoại em để phần mô tả. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác ạ.